Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ui, chị Tâm, điện thoại gì hả? Con Mi 11 like mua tại chủ hệ thống cửa hàng của Sephonet á. Biết rồi, biết quảng cáo rồi, rồi. Nè, tặng chị nè. Ủa gì ạ? Cảm ơn em nha. Ok, và nhân dịp em mình nó tặng cho mình một túi đồ từ hệ thống cửa hàng của Sephonet thì bây giờ hãy cùng mình mở ra xem là có gì trong đó nhé. Một chiếc đồng hồ Mi Watch Lite của nhà Sumi. Tai nghe Bluetooth Mi 2 Wireless Earphone 2 Basic phiên bản quốc tế màu trắng. Hai cái này mà kết hợp với lại chiếc điện thoại Xiaomi Mi 11 Lite của mình thì phải nói là xuất sắc luôn á mọi người. Thôi bây giờ thì sẵn đây mình sẽ làm một cái video trải nghiệm hai cái sản phẩm này luôn nhé. Bắt đầu thôi. Cùng mở hộp em nó đi. Đầu tiên trong cái hộp, hộp sạc, tai nghe, cáp sạc và hai chiếc tai nghe. Số cái giấy tờ cần thiết để sử dụng một cái chiếc tai nghe này. Tai nghe được thiết kế theo xu hướng đặc trưng riêng của Xiaomi với tông màu trắng, trang nhã và thanh lịch. Được hoàn thiện từ chất liệu nhựa cao cấp, giúp tai nghe thêm phần chắc chắn tránh các tình trạng hư hỏng khi va đập mạnh. River Dynamic đường kính 14.2mm đem đến cho người dùng trải nghiệm âm thanh sống động và tuyệt vời hơn. Nhờ trang bị công nghệ kết nối hiện đại Bluetooth 5.0 mang đến khả năng truyền tải âm thanh nhanh chóng và ổn định. Ngoài ra, tai nghe còn có thể dễ dàng tương thích kết nối với các dòng điện thoại hay thiết bị phát âm thanh khác nhau với cả hệ điều hành Android hay là iOS. Khoảng cách tối đa để tai nghe có thể kết nối từ xa được lên đến tận 10m. Tương tự AirPods, tai nghe Mi 2 Wireless Earphone 2 Basic còn có khả năng điều khiển cảm ứng ngay trên tai nghe. Ở mỗi chiếc tai nghe đều được trang bị thêm một viên pin, vậy nên tai nghe sẽ có thời lượng sử dụng lên đến 5 giờ đồng hồ. Và khi kết hợp với hộp sạc thì thời lượng sẽ tăng lên đến 20 giờ mà chỉ mất khoảng thời gian là 1,5 giờ để sạc để có thể sử dụng vô tư cả ngày. Và bây giờ sẽ là chiếc đồng hồ thông minh Mi Watch Lite của chúng ta. Hãy cùng mở hộp em đó nhé. Thì trong chiếc hộp sẽ tất nhiên là chiếc đồng hồ rồi. Một chiếc cáp sạc đồng hồ và một cuốn sách hướng dẫn cách làm người. Sử dụng chiếc đồng hồ này. Đồng hồ Mi Watch Lite có thiết kế độc đáo cũng không kém phần sang trọng, với màn hình kính khung nhôm vuông bo tròn 4 góc kết hợp với dây đeo silicon mang đến sự năng động và bền bỉ. Em nó có một màn hình kích thước 1.41 inch có độ phân giải HD mang đến hình ảnh ấn tượng và sắc nét đến từng chi tiết. Ngoài ra đồng hồ còn có tính năng chống nước, đảm bảo hoạt động tốt ngay cả dưới trời mưa hay lỡ rơi vào nước. Cùng với chế độ theo dõi nhịp tim 24 giờ, dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe của người sử dụng. Giống như tai nghe, Mi Watch Lite cũng có thể dễ dàng kết nối với các thiết bị chạy hệ điều hành Android lẫn iOS 10 trở lên thông qua Bluetooth 5.1. Nhờ vậy các bạn có thể check tin nhắn ứng dụng, SMS hay là đặt báo thức. Dung lượng pin 230 mAh và sạc nhanh 5W, mang đến thời gian sử dụng lâu dài và khả năng sạc nhanh chóng. Và nếu như các bạn muốn sở hữu được cái combo siêu xịn này như mình thì mình sẽ để cái thông tin sản phẩm cũng như là cái đường link ở phần mô tả phía bên dưới để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những cái sản phẩm trong top 3 này, như là đồng hồ thông minh Mi Watch Lite, chiếc điện thoại Mi 11 Lite này, hoặc là chiếc tai nghe Mi 2 Wireless Earphone 2 Basic của mình. Các bạn hãy nhanh chân lên đặt hàng ngay tại chủ hệ thống cửa hàng của Sephonet nhé, với giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nha. Bye bye. Đi về thôi.